Ê, Ly Hương. Dạ. Nghe nè. Cũng giờ đi chơi nhiều rồi mà anh đố người ta cái mẹo này nè, mà không mà làm được hết trơn á. Bây giờ em thử ra, nếu mà em làm được thì 500 ngàn này là của em. Đúng. À, Ghê nhưng vậy nhưng mà ta. cái ly này để lên đây, em không Nè. được đụng tay, đụng chân hay là bất cứ cái gì. Không có đụng tới cái ly hả anh? Không có được. Giờ em ngồi em suy nghĩ sao em lấy được 500 ngàn ra, thì cái đó là của em. Rồi Cho đụng gạch không? Cục gạch thì đụng được, nhưng mà em đâu có, không cho đụng ly không làm sao ấy thôi. Cho đụng tiền không? Cho đụng tiền Không, không? đó nó Không đụng muốn tiền á. thì lấy được rồi. Dạ hả? Đụng tiền nó giật ra cũng lấy được vậy. Tao đó không cho đụng cục gạch, không cho đụng gì, Ồ, Là thế. không cho đụng mọi Không cho đụng thứ cái đúng ly không? bao thứ. Mà nghĩ sao em nghĩ sao mà cái em lấy được 500 ngàn thôi. Có nghĩa là làm thế cách nào mà lấy được 500 ngàn ra mà không cho đụng ly, không cho đụng tiền. Cái câu đố hình như là nói chung là anh để dành tiền anh xài luôn đi, chứ làm sao anh đố người ta làm được. Đúng rồi, không hơi bị Ha. khó luôn. Phải chi anh cho em đụng Được. thì em kéo ra được, không cho đụng cái ly thì em có thể làm kéo Không, này Ly ra Ngô, được, Ly Ngô rất là thông minh, anh đúng đừng có không? khỏi cha đâu. Ly Ngô rất rất là thông minh. Nói chung là cái nào em cũng giải được hết trơn. Ly Ngô là giải, giải ba cái mẹo này hay lắm. Mà anh đố người ta có giải được chưa? Chưa, hồi đó giờ chưa từng giải được mà. Nếu bởi vì là Bữa 500 ngàn này hoài xài hoài không gì vậy hả? Coi chừng cái 500 ngàn này tiền giả thì có anh Phát ơi. Giỡn hoài. Có gì Tiền nữa, thiệt. bởi vì tao không xài được mà. Tiền Thiệt đó thiệt. mà Như thiệt. tiền giả hay gì á. Giả ly lên coi tiền giả dưới hay gì á. Có gì nữa. Đâu được. Giỡn lên em lấy sao. Trời Thông ơi, minh ra, thông minh ra. Ủa gì vậy trời. Chung Rồi anh em thưa con, ngồi vậy đi anh suy nghĩ đi. Tèo kìa, anh tự suy nghĩ để anh lấy 500 ngàn đi. 500 Anh ngàn nói này mua em. bầu với bia là đủ luôn á. Đồ, nghe bữa nay lấy Đúng 500 rồi. này là có đồ nhậu luôn đó. Trời trời, ăn sáng không biết là nửa tháng luôn. Dạ. Ai có ai cả nhà mình có ai có cách giải đừng comment bên dưới giùm mình nhé. Chứ này thôi rồi. Đâu có cho đụng đâu mà lấy. Thổi được không? Thổi, Ờ thổi được đúng không? rồi hả. Thổi thử coi, thổi. Thổi, thổi văng Còn ly chưa ra. thổi, thổi, thổi. Trời Trời ơi, hơi này chắc hơi cái này chắc mượn quạt ba tiêu. Mượn quạt ba tiêu hơi con voi hay gì đó mới lại được. Nhưng mà anh giải ra được đúng không? Gì là ông đố giải ra được kìa. Thì bởi vậy nhưng tao giải được tao mới mà đố. Ghê vậy. bây giờ Liên Ngô suy nghĩ đi, anh có một cái cách giải nè rất hay luôn. Có cách, anh có cách hả? Nếu Ghê yêu vậy cầu mà trời. cái ly mà nhóng lên là em lấy tiền ra liền nha. Đúng rồi đúng rồi, anh thổi đi em Không cứ gì. không có cần hỏi, anh giơ tay hay nè, em dở cái là cái ly nó bay lên là em giật tiền ra liền nha. Vậy là có ảo thuật hả? Mình Nói phải vậy. ảo thuật nè nè nè, nhìn kỹ Nhưng mà nha, ông không cho đụng cái ly không có đụng mà. ly. Đụng Nếu mà ly không cho có nghĩa đụng cái ly là thì anh tôi vậy đụng là liền. giật cái tay mạnh lên là cái không khí ở đây nó sẽ trong cái ly, nó hút nó văng cái ly lên. Thì ra là như vậy, nè phải biết nè, cái chuẩn bị mẹo nha. nha. Nè nè, bây giờ anh làm cái là em giật là lấy luôn nha. Là một hai ba. Giỡn hoài. Nói cho bây giờ em ngồi em nghiên cứu giải đi anh, để anh lấy cái Em đang tò mò quá, tại sao mà lấy được tấm tiền? đúng rồi, rất là tò mò, nhưng mà bây giờ để anh kiếm cái cách nào em giải ra mới được, để anh Đúng đi vô rồi, trầm cách. anh là thánh mẹ mà anh không giải nữa thì thôi luôn. Để anh suy nghĩ đi, bây giờ Liên Ngô suy nghĩ đi. Có cách nào không ta? Nãy giờ trình cả tiếng đồng hồ giải được chưa? Vẫn chưa luôn, chưa Ngồi, có cách. ngồi, ngồi đầu như ăn như nhậu Trời, trời đúng luôn rồi đó. Để anh sẽ có một cái cách này. Bây giờ về cái bây giờ cho về qua bên anh Phát nha. Đó, bây giờ em để cái ly ngay đây. Mình sẽ làm là tương đồng cái ly với nhau. Là có nghĩa là hít nó ra phải không? không? Phải cần hít, có nghĩa mình làm cái gì là cái ly đó nó sẽ làm cái gan vậy. Tại vì người ta gọi là hai cái vật thể mà nó song song với nhau á. Nói gì như đúng rồi bác. Thì bây giờ đầu tiên thì anh sẽ giải nha, giờ nhìn kỹ cái cách giải nha. Anh bỏ cục đá vô đi. Đây, đây. Bỏ là Đầu gà bi sẵn luôn như trời. Không, cái bia trong tủ lạnh. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ qua bên cái cục bên anh Phát một cục nữa. Câu chuyện nó ướt rồi xong rồi cái nó ấy đó. ra hả? Đó là cho hai cái ly lương đồng nè. Bây giờ em nhìn kỹ nha, anh kéo cái ly này là ra là cái ly kia nó ra luôn đó. Nó đẩy giống như con hít vậy đó. Đó. Làm cho vậy? chồng cái nước đá. Giờ anh kéo nha. Vì sao lúc đó anh chỉ em đi làm cho nè. Bây rồi? giờ anh sẽ kéo cho em coi nha. Một hai ba. Anh vẫn chưa đi, chắc ly nó thiếu bia. Vậy lạ vậy ba. Mình phải đổ bia vô nữa. Vậy hả? Rất là chăm coi, phải chăm chú nha, bia gì cũng được. Nói chung là đây là một cái cách giải nó rất hay luôn. Giờ mình đổ bia. Đổ bia vô. Một ly. Đây, một ly. Vì sao em lên được? Em hơi đó, bị đó, đó, đó. Đó, bây giờ nhìn nó kéo là cái ly bên kia là tương đồng nhau rồi phải không? Sao cách này lạ ta? Đó, bây giờ nó không lên phải không? Cái mình dở lên. Cũng không lên luôn. Không lên luôn. Nó khó ra lắm. Thôi cái trò này chắc khó giải lên phải không? Phát đi đố người khác đi. Vô, vô Rồi vô. đi. Xong luôn. Nãy
giờ em chưa chịu thua mà đúng không? Ừ quên á. Không có đại ly thua chứ đại nước nó thua mà. Được rồi phải không? Không uống ly bia lên 500 ngàn. Trời ơi, ta đánh đổi đó. Đau lòng rồi, đau lòng. Ta gọi là cái thèm bia. Em hiểu rồi. Nãy giờ là đánh lừa thì nhát người ta đi, cho anh ta đi một vòng vậy đó, cho ta uống ly bia 500 ngàn. Trời ơi, ly bia 500 ngàn, đau lòng thì chắc đúng phải không? Đúng, hồi nãy anh ra cái lực chơi là em không có đụng cái gì đúng không? Không có đụng gì mới cho lấy tiền lên thôi. Rồi ok, vậy ấy. Chiên nữa 250. Trời ơi, đâu có dễ ăn con thích tivi. Uống ly bia 500 ngàn. Thấy có ai giống không anh mà năm. Thử thách uống ly bia 500. Quên. Đau lòng luôn đó trời. Cứ cầm cái ly bia cũng là dứt liền. Ngon không? Ngon á, 500 lận á. Ly 500. 500 nữa đi. Nó ngon hơn cái một thùng luôn đó trời. 500 nữa anh giả không được đâu, ổng đâu cứ còn bị anh lừa nữa. Một lần thôi chứ đâu có lần thứ hai. Bà 500 ngàn lâu dữ lắm rồi mới có người lấy xài. Cái này thiệt mà chứ không giả đâu nè.